Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đường tới số hóa được phát sóng vào sáng thứ tư hàng tuần trên kênh VTC1, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, như vậy đến thời điểm hiện tại, 15 địa phương trong giai đoạn 2 số hóa truyền hình quốc gia đã tắt sóng truyền hình tương tự được gần 2 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc các hộ gia đình đang sử dụng truyền hình quảng bá thông thường sẽ không xem được các chương trình truyền hình như trước. Và để thu được các chương trình truyền hình, các hộ gia đình phải lắp đặt thêm các bộ đầu thu kỹ thuật số mặt đất DBBT2. Ghi nhận của phóng viên VTC sau 2 tháng tắt sóng cho thấy, hầu hết người dân 15 địa phương trong giai đoạn 2 đề án số hóa truyền hình quốc gia đã dễ dàng tiếp cận được với công nghệ truyền hình mới, với hình ảnh, âm thanh gấp nhiều lần so với công nghệ cũ. Tỉnh Phú Thọ là một trong 15 địa phương giai đoạn 2 số hóa truyền hình quốc gia chính thức tắt sóng từ ngày 15 tháng 8 năm 2017. Điều này đồng nghĩa các hộ gia đình sử dụng TV quảng bá thông thường sẽ không xem được các chương trình truyền hình như trước. Để xem được các chương trình truyền hình, người dân bắt buộc phải lắp thêm bộ đầu thu giải mã tín hiệu. Được liệt kê vào danh sách hộ nghèo của tỉnh, nên gia đình bà Lê Thị Nga ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ được lắp đặt một bộ đầu thu mặt đất DVB-T2 miễn phí. Nếu như trước đây, bà Nga chỉ có thể xem được vài kênh truyền hình, thì nay, với đầu thu truyền hình mới, bà đã có thể xem hàng chục kênh chương trình, trong đó có cả kênh chất lượng cao HD với hình ảnh và âm thanh sắc nét. Các hộ nghèo mà được nhà nước ưu tiên lắp cho cái đầu này thì chúng tôi phấn khởi quá. Thế mà xem các kênh, nhiều kênh được mà lại xem rất là nét trên TV thì chúng tôi quá phấn khởi. Cảm ơn nhà nước. Chất lượng kênh rất là đẹp, tốt. Thế mà lại được miễn phí nữa thì coi là các kênh, nhiều kênh như thế này thì chúng tôi rất phấn khởi. Không chỉ đối với các hộ nghèo và cận nghèo được lắp đặt đầu thu miễn phí, các gia đình khác tại Phú Thọ cũng đã ý thức được việc tắt sóng sẽ không xem được các chương trình truyền hình quảng bá như trước, nên người dân đã chủ động lắp đặt các đầu thu đang được bán ngoài thị trường. Sau khi được lắp đặt đầu thu kỹ thuật số này, thì tôi xem tôi thấy nét, rõ ràng hình ảnh âm thanh sắc nét. Trước thì tôi chỉ xem được vài kênh thôi, còn bây giờ bắt được cái truyền hình mặt đất này thì tôi xem được rất là nhiều kênh, hơn 60 kênh. Sau khi mua cái sản phẩm của VNPT, đầu kỹ thuật số này, tôi thấy sản phẩm của họ thì có rất là nhiều kênh và độ sắc nét của nó thì tốt hơn các kênh khác. Và tôi thấy là cái sản phẩm này là không phải mất tiền hàng tháng đấy, và chất lượng của nó ổn định hơn rất là nhiều. Ghi nhận thị trường đầu thu kỹ thuật số mặt đất tại Phú Thọ cho thấy, từ khi địa phương thực hiện tắt sóng truyền hình tương tự, nhu cầu mua thiết bị đầu thu mới của người dân đã tăng lên một cách đột biến. Người dân muốn xem cái chương trình truyền hình như kiểu kỹ thuật số thì phải sử dụng cái đầu này để khắc phục cái việc cắt sóng truyền hình analog trước đây. Thế thì hiện nay thì công ty Việt An đang bán cái sản phẩm này rất tốt, và cái phản ứng của người dân về cái chất lượng hình ảnh cũng như là chất lượng của cái đầu này phản ứng rất tích cực, và cái lượng bán ra cũng tương đối nhiều, một ngày có thể bán vài chục cái này. Tại Phú Thọ thì VNPT đã triển khai cái gói lắp đặt hỗ trợ người nghèo là hơn 60.000 sản phẩm đấy, triển khai trên khắp cả tỉnh. Và cái sản phẩm này thì ngoài cái vấn đề lắp cho người nghèo, chúng tôi còn triển khai ra ngoài thị trường, bán số lượng đến bây giờ cũng khá là lớn. Và cái chất lượng sản phẩm này thì khi triển khai cho người dân phản ánh rất là tích cực về sản phẩm. Thế và sản phẩm người dân phản ánh là sản phẩm sắc nét, bắt sóng tốt và chất lượng ổn định. Ngoài ra thì khi mà chúng tôi triển khai lắp đặt thì có một số thuận lợi khó khăn nhất định. Thế như triển khai lắp đặt ở thành phố thì vì là do địa hình nó là đồng bằng nên sóng nó sẽ rất tốt, nhưng triển khai ở vùng nông thôn, đồi núi nhiều, ảnh hưởng về sóng kém, nên là những cán bộ lắp đặt của VNPT là cũng phải treo anten lên thật cao thì mới bắt được sóng để hỗ trợ người dân tận tình. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay tỉnh đã lắp đặt đầu thu kỹ thuật số mặt đất DVB-T2 miễn phí cho hơn 60.000 hộ nghèo, cận nghèo. Nên khi tỉnh tắt sóng truyền hình quảng bá từ ngày 15 tháng 8, Phú Thọ vẫn đảm bảo cho người dân xem được truyền hình như trước. Cũng giống như một số địa phương miền núi, Phú Thọ có địa hình hiểm trở. Một số huyện không thể triển khai lắp đặt sóng truyền hình số mặt đất, nên giải pháp được địa phương này đưa ra để mang sóng truyền hình tới người dân là sử dụng các đầu số vệ tinh. Chúng tôi đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, cụ thể là Bưu điện tỉnh Phú Thọ, chỉ đạo phối hợp và lắp đặt được 52.000
cái đầu thu kỹ thuật số mặt đất cho bà con. Hiện giờ là từ ngày tắt sóng đến nay thì phải nói là bà con rất là phấn khởi, và tất cả các đồng chí lãnh đạo các huyện, thành thị, các ngành đều phản ánh là không có ý kiến phản hồi gì cả. Bà con cho là đầu là rất là chuẩn, cái thứ hai nữa là mắt thì rất là tốt. Trước đó, một địa phương khác cũng đã tắt sóng truyền hình analog là Vĩnh Phúc. Không gặp phải nhiều khó khăn như Phú Thọ, Vĩnh Phúc triển khai số hóa truyền hình với nhiều lợi thế hơn. Do đó đến nay, gần như 100% hộ dân ở địa phương này đã tiếp cận được với công nghệ truyền hình mới một cách dễ dàng. Nói chung là xem rõ và coi như là xem được, tốt. Nói chung là được rất nhiều kênh của truyền hình, đấy là xem nó nét hơn nhiều so với này trước. Vĩnh Phúc đã triển khai lắp đặt được trên 33.000 cho hộ nghèo và cận nghèo tại Vĩnh Phúc. Được cái sự quan tâm của các cấp đảng, chính quyền, địa phương thì cái công tác lắp đặt cái số hóa truyền hình tại cho các hộ là rất là thuận lợi. Thứ nhất là cái việc truyền thông tới các hộ nghèo và cận nghèo là được các cái cơ quan đảng, chính quyền, địa phương là rất quan tâm. Vấn đề thứ hai là được cái sự đón nhận của các hộ nghèo và cận nghèo rất là phấn khởi, nhiệt tình. Theo ghi nhận của phóng viên VTC, tình hình tắt sóng analog tại các địa phương trong giai đoạn 2 khá thuận lợi, chưa có phản hồi nào thiếu tích cực của người dân về việc không thu xem được truyền hình số. Với việc phát sóng truyền hình theo chuẩn công nghệ mới, có thể thấy chất lượng thu xem truyền hình của người dân đã được cải thiện rất nhiều với khoảng 70 kênh, trong đó có hơn 10 kênh tiêu chuẩn độ nét cao HD với nội dung đa dạng, phong phú. Quý vị và các bạn thân mến, theo ước tính đến thời điểm hiện tại, 50% dân số ở Việt Nam đã tiếp cận được với công nghệ truyền hình số. Kết quả này đã ghi nhận được nỗ lực của các địa phương để đảm bảo đúng lộ trình số hóa đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh các thành tích đạt được, việc triển khai số hóa truyền hình ở các địa phương đều gặp nhiều khó khăn. Ngoài khó khăn về địa hình hiểm trở, kinh phí hạn hẹp thì còn rất nhiều vướng mắc trong quá trình lắp đặt. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cho biết, việc triển khai số hóa truyền hình và lắp đặt đầu thu cho người dân gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh khó khăn về địa hình hiểm trở phức tạp, không thể truyền dẫn bằng sóng kỹ thuật số mặt đất, việc triển khai đầu số cho bà con cũng còn nhiều bất cập. Bài học rút ra của chúng tôi là khảo sát phải kỹ. Cái thứ hai là phải giám sát cái lắp đặt, cái đầu thu cho bà con, cho nó chặt chẽ, đầy đủ và đúng quy định, tránh cái trường hợp là tiêu cực. Thậm chí là lợi dụng trục lợi, gây phiền hà trong cái chế độ của bà con. Thế đồng thời nữa là chúng tôi cũng tham mưu ban tỉnh là khẩn trương đôn đốc đài truyền hình ký với cái đơn vị truyền dẫn, làm tốt cái công tác truyền dẫn để đảm bảo những khu vực mà được phát đầu là bà con thu được tín hiệu kỹ thuật số mặt đất, cộng với khoảng gần 10% bà con ở vùng sâu vùng xa. Thì trước đây năm 2014 thì tỉnh cũng đã triển khai cái chương trình số hóa vệ tinh, thì như vậy là cái tỷ lệ xem truyền hình số hóa mặt đất cũng như số hóa vệ tinh của tỉnh Phú Thọ là đảm bảo được cái số lượng là trên 95% diện tích và trên 98% dân số. Một số vấn đề mà cũng gặp phải những cái khó khăn, cụ thể là các hộ dân thì cũng đi làm việc, đi làm ở xa. Chính vì vậy mà cái việc tiếp cận người dân để lắp đặt là còn gặp nhiều khó khăn. Tức là chúng ta phải vào rất là nhiều lần nhưng mà cũng không có người nhà để chúng ta triển khai lắp đặt được. Cái thứ hai là vấn đề là cái số hộ mà theo cái thống kê thì vẫn còn những cái việc trùng lặp qua cái quá trình rà soát là vẫn bị trùng và bị nhầm lẫn trong quá trình mà mình lắp đặt. Chính vì vậy mà cái công tác lắp đặt này thì vẫn còn có những cái sai sót. Tổng kết công tác số hóa truyền hình, Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình quốc gia cũng thẳng thắn thừa nhận việc triển khai đề án số hóa trên thực tế cũng gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, nhu cầu phải thực hiện thêm khảo sát, xác định địa bàn ảnh hưởng cùng với số lượng hộ nghèo, cận nghèo phát sinh đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu ở các địa phương đã khiến cho thời gian thực hiện bị kéo dài.
Bên cạnh đó, kinh phí dành cho công tác thông tin, tuyên truyền hạn hẹp. Các nguyên nhân này đã làm chậm tiến độ giải phóng băng tần truyền hình và tăng chi phí của nhà nước, cũng như vốn đầu tư của doanh nghiệp. Trước thực tế khó khăn như vậy, một số địa phương đề nghị Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình chỉ đạo quyết liệt các địa phương hoàn thành việc hỗ trợ đầu thu cho các hộ nghèo, có chính sách bảo hành, sửa chữa đầu thu cho các hộ dân kịp thời, nhanh chóng. Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ đầu thu vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách ở những nơi mà sóng truyền hình số mặt đất chưa phủ đến. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ với các giải pháp tương đối đồng bộ và sự quyết tâm của các địa phương, đơn vị, các đài phát thanh truyền hình, các doanh nghiệp tham gia đề án, nên lộ trình số hóa đã được triển khai thành công trên tất cả các mặt, từ công tác tuyên truyền, triển khai phát sóng truyền hình số mặt đất đến công tác thiết lập thị trường đầu thu, công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả thành công của giai đoạn này đã có ảnh hưởng tích cực đến hệ thống truyền hình cả nước, đáp ứng đáng kể nhu cầu của người dân về xem truyền hình chất lượng cao. Thì có thể nói là cũng đã hoàn thành tiến độ theo cái yêu cầu của Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam. Có 13 tỉnh thì hoàn thành trước ngày 20 tháng 7, còn lại 3 tỉnh là Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang là hoàn thành vào 15 tháng 8. Qua kiểm tra thực tế thì về mặt chất lượng thì đảm bảo được cái chất lượng theo tiêu chuẩn 4 truyền thông. Bà con ở các hộ nghèo, cận nghèo được xem truyền hình số với lại chất lượng tốt. Và các cái thiết bị này thì cũng đảm bảo được các doanh nghiệp cung cấp đảm bảo được cái tiêu chuẩn mà Bộ Thông tin truyền ra cũng như yêu cầu của dự án trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Đề án số hóa truyền hình được thực hiện theo 4 giai đoạn và kết thúc vào năm 2020. Hiện nay, việc triển khai số hóa đã đi được một nửa chặng đường. Theo ước tính, dân số thuộc địa bàn chuyển đổi theo giai đoạn 1 và 2 chiếm gần 50% dân số cả nước. Hiện nay, giai đoạn tiếp theo của đề án số hóa truyền hình quốc gia đang diễn ra và sẽ tắt sóng truyền hình analog sau ngày 31 tháng 12 năm 2017. Các chuyên gia truyền hình đánh giá so với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong về số hóa truyền hình mặt đất, với hơn một nửa dân số cả nước đã xem được các chương trình kỹ thuật số mặt đất DVB-T2. Hy vọng với 15 phút vừa qua của chương trình, quý vị và các bạn đã có được những thông tin về lộ trình số hóa truyền hình trên cả nước, cũng như những kết quả triển khai số hóa truyền hình 15 tỉnh thành trong giai đoạn 2. Đánh giá chung của các địa phương đã triển khai kịp tiến độ đề ra. Hầu hết người dân các địa phương này không bị gián đoạn xem truyền hình và đã tiếp cận được với công nghệ truyền hình hiện đại với hình ảnh và âm thanh sắc nét hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị và các bạn có thể truy cập website sohoatruyenhinh.vn hoặc gọi điện đến tổng đài 1900 1559. Đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.